Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 327 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẫn chính là thánh địa đã tập hợp ba nơi thần ma tà mà thành. Thần vương duy nhất dưỡng dục sinh ra trong tòa thánh địa này lại chính là Mộc Tiên Thiên. Nàng là tôn tiên thiên thần ma sinh ra cuối cùng trước khi thiên được sinh ra, đã tập hợp sở trường ba đạo thần ma tà của vũ trụ cổ lão. Hơn nữa, thánh địa Huyền Tẫn còn là Huyền Tẫn chi môn, dùng hình thái thái cực để biểu hiện. Vì vậy, Mộc Tiên Thiên được trời ưu ái có thể nhất thống được thần ma. Nhưng nhất thống hai đạo thần ma cũng không phải là chỗ đáng sợ nhất của tiên thiên thần ma do thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẫn sinh ra. Chỗ đáng sợ nhất ở chỗ nàng có thể giáng ngự hai đạo thần ma, hơn nữa còn áp đảo cả hai đạo này. Đây mới là nguyên nhân nàng tự nhận là chúa tể đã định trước của cả vũ trụ cổ lão. Thần ma nhị đế mặc dù xuất thế sớm hơn, càng cường đại hơn nàng, thế nhưng trong vũ trụ cổ lão này vẫn là lần đầu tiên sản sinh ra tiên thiên thần ma tập hợp sở trường ba đạo thần ma tà. Hai người bọn họ hiểu biết đối với Mộc Tiên Thiên vẫn là có hạn, chỉ biết là Mộc Tiên Thiên có ba thân, thế nhưng lại không biết Mộc Tiên Thiên đã ẩn tàng bản lĩnh chân chính của chính mình lại. Trong lòng Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế vừa sợ hãi lại vừa chấn kinh. Tiên Thiên thôn phệ tu vi của bọn họ, thôn phệ tinh khí của bọn họ, khiến cho bọn họ không ngừng suy nhược, mà tu vi thực lực của Mộc Tiên Thiên lại đang nước lên thì thuyền lên. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tu vi thực lực của Mộc Tiên Thiên rất nhanh sẽ có thể ngang hàng với bọn họ, đạt tới trình độ thần vương thái cổ. Nếu như Mộc Tiên Thiên hoàn toàn thôn phệ hai người bọn họ, thậm chí sẽ siêu việt hơn bọn họ, đạt tới trình độ có thể sánh ngang với những tồn tại đẳng cấp như Hắc Đế. Thế nhưng hiện tại vấn đề chính là Mộc Tiên Thiên sẽ có thể hoàn toàn thôn phệ bọn họ hay không, tới lúc nào nàng mới sẽ ăn lo đây. Tu vi thực lực của mẫu thể Mộc Tiên Thiên cũng không cao, chỉ là tu vi đế cấp trong tiên thiên thần ma. Thân là chân thân tà đạo trung hòa thần ma, tu vi thần đạo và tu vi ma đạo mà nàng có khả năng thừa nhận sẽ không quá cao. Nếu quá cao sẽ liền vượt qua khả năng chịu đựng của nàng. Mà tu vi của tiên thiên thần đế và ma đế đều vô cùng hùng hậu, mạnh mẽ thôn phệ bọn họ ngược lại sẽ vượt qua cực hạn chịu đựng của mẫu thể Mộc Tiên Thiên, dẫn tới mẫu thể không thể trung hòa hai đạo thần ma, khiến cho bản thân rơi vào hỗn loạn, cuối cùng bạo thể mà chết cũng là hoàn toàn có khả năng. Nàng muốn tu vi thực lực đạt tới trình độ ngang vai ngang vế với Hắc Đế, Bạch Đế, thậm chí là siêu việt hơn Hắc Đế, Bạch Đế, và cần tu vi tà đạo không ngừng để thăng. Nàng còn cần phải thôn phệ tà đế mới có thể bảo đảm tu vi tà đạo của chính mình cũng đạt tới độ cao tương đương với tu vi thần đạo và ma đạo được. Tiên thiên thần đế bị nàng gắt gao bắt lấy, không thể thoát thân. Mặc dù thân thể đang không ngừng suy nhược nhưng lại vô cùng yên lòng. Hiện tại tà đế đã rơi vào trong tay của thiên, vẫn chưa phục sinh được. Nàng cũng không bắt được tà đế sẽ không thể thôn phệ chúng ta. Ma đế cũng nghĩ tới điểm này, trong lòng thoáng yên tâm. Bất quá khí huyết và đại đạo của bản thân đang không ngừng suy nhược, vẫn khiến cho trong lòng hai tôn thần vương thái cổ cực kỳ khó chịu. Lần này không ngờ lại bị một tiểu bối bắt giữ, hơn nữa còn bắt lấy trắng trợn mà thôn phệ, quả thật khiến cho hai tôn thần vương không thể chấp nhận. Tiên thiên đại đế quả thật là thiên địa chủ đã định trước rồi, là chúa tể đã định trước kìa. Táng đế mặt đầy tươi cười nhìn một màn này, cảm khái nói. Thao quang tiên sinh ở một bên liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí lãnh đạm. Hắn lên tiếng: Tiên thiên bệ hạ, anh minh thần võ tự nhiên là tồn tại có thể xưng đại rồi. Bất quá sao táng đế lại chủ động trợ giúp tiên thiên bệ hạ vậy? Điều này khiến cho lão hủ hết sức tò mò.
Nụ cười trên mặt Táng Đế vẫn không giảm, hắn cười ha hả nói: "Cũng không phải là ta xem trọng đại đế, mà là vị tồn tại sau lưng của ta xem trọng đại đế kìa. Vị tồn tại kia phi thường thưởng thức tiên thiên đại đế này, cũng có một chút giao tình với Hắc Đế, cho nên mới lệnh cho ta tới đây để tương trợ. Tiên thiên đại đế dù sao xuất thế cũng quá muộn, không thể tranh đấu với tồn tại cổ lão như là thần đế với ma đế bậc này được, không phải hay sao? Bất quá sau lần này, bệ hạ đã có tiền vốn để chống lại thần vương thái cổ rồi, cũng đã có tiền vốn chống lại thiên đực rồi." Thần quang trong mắt của Thao Quang tiên sinh sáng ngời, hắn nói: "Vị tồn tại kia trợ giúp bệ hạ là có mục đích gì đây?" Táng Đế cười ha hả, lắc lắc đầu nói: "Ê, cái này cũng không phải là ta và ngươi có khả năng hỏi tới được rồi. Thao Quang tiên sinh, ngươi tu tâm dưỡng tính đã ẩn cư nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết rõ đạo lý có chút chuyện, có thể hỏi, còn có mấy lời là không thể nói ra kìa." Thao Quang tiên sinh trầm mặc, không tiếp tục tra hỏi nữa. Một lúc lâu sau, Mục Tiên Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy, vứt Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế trên mặt đất. Khí thế của nàng vô cùng bạo liệt, hai đạo thần ma trong cơ thể nàng dung hội cùng một chỗ, bị tà đạo tách ra, thể hiện ra xu thế thần ma tà thái cực. Mà Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế thì tu vi tổn hao rất nhiều, khí huyết uể oải, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Khí thế của Thao Quang tiên sinh đột nhiên bạo phát, bỗng nhiên va chạm với khí thế của Mục Tiên Thiên, phát ra thanh âm cực kỳ chói tai. Thân thể của Mục Tiên Thiên khẽ chấn động một cái, lại không có nửa điểm hao tổn. Thao Quang tiên sinh không khỏi tán thán, hạ thấp người nói: "Thành tựu hiện tại của bệ hạ chỉ còn kém thần vương thái cổ một tia nữa mà thôi." "Sao, còn kém một tia sao?" Mục Tiên Thiên khẽ nhíu mày, thanh âm vô cùng dễ nghe nói: "Hiện tại chậm đã đạt tới cực hạn, không thể lại hấp thu càng nhiều hai đạo thần ma thêm nữa, vẫn còn kém so với đám lão gia hỏa kia một tia, đến cùng vẫn không bằng được một bọn họ, nhất là sư tôn của ta kìa." Thao Quang tiên sinh nói: "Bệ hạ, ba thể hợp nhất đủ để ngang hàng với thần vương thái cổ rồi." Trong lòng của Mục Tiên Thiên khẽ động, mỉm cười nói: "Chính là đạo lý này. Hiện tại nàng là hai thể hợp nhất, chân thân ma đạo vẫn còn ở tinh vực Tử Vi đại chiến với Tư Mệnh và Cổ Nhạc, cũng không phải là ba thể hợp nhất. Nếu nàng ba thể hợp nhất, tự nhiên sẽ có thể càng mạnh hơn một bậc. Hai vị sư thúc tư sắc tuyệt giai trong hậu cung của ta, hai vị sư thúc sẽ trở thành đứng đầu hậu cung kìa." Mục Tiên Thiên nhìn về phía Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế nằm ở trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia châm biếm, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ phong hai vị sư thúc thành Đông Cung Nương Nương và Tây Cung Nương Nương, sau này hai vị sư thúc thỉnh thoảng lại để cho trẫm thải bổ một chút nào." Tiên Thiên Ma Đế giận dữ quát lớn: "Sĩ khả sát, bất khả nhục, giết thì giết đi." Mục Tiên Thiên nghiêng đầu nói: "Vậy Thao Quang, giết đi." Tiên Thiên Ma Đế vội vàng mỉm cười nói: "Khoan, nữ hiển chất à, Đông Cung Tây Cung hẳn chỉ là lời vui đùa thôi phải không? Nếu như nữ hiển chất muốn mượn chúng ta để tu luyện, chúng ta đáp ứng là được mà." Mục Tiên Thiên cười tủm tỉm nói: "Sư thúc, các ngươi cần phải ký kết khế ước hỗn độn, như vậy chậm mới có thể yên tâm được." Thần Đế và Ma Đế lướt nhìn nhau một cái, yên lặng gật đầu. Tiên Thiên Thần Đế không khỏi than thở: "Thua trong tay nữ hiển chất, tóm lại vẫn còn tốt hơn thua trong tay của Thiên. Mà thôi, chúng ta ký khế ước hỗn độn là được." Hai tôn thần vương thái cổ lần lượt ký kết khế ước hỗn độn. Mục Tiên Thiên vui vẻ mỉm cười nói: "Hai vị sư thúc không cần chán nản, tương lai chậm tất sẽ giúp một trong hai vị sư thúc trở thành đạo thần." Trong lòng Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế nhất thời nghiêm nghị, lo lắng bất an, thầm nói một tiếng lợi hại. Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế muốn trở thành đạo thần, nhất định một trong hai người phải có một kẻ chết đi, kẻ còn lại mới có thể trở thành đạo thần. Mục Tiên Thiên nói ra lời này đã khiến cho bọn họ phải toàn tâm toàn ý hiệu chung theo nàng, bằng không kẻ chết kia nhất định là kẻ bất trung kia. Thao Quang tiên sinh và Táng Đế cũng không khỏi tán thán. Táng Đế tán thưởng: "Bệ hạ thật thánh minh." Thao Quang tiên sinh nói: "Lần này nhất cử bình định thần ma nhị đế, bệ hạ nhất thống vũ trụ của lão hoàn toàn trong tầm tay rồi." Mục Tiên Thiên lắc đầu nói: "Còn nghịch tặc chưa trừ, muốn thống nhất vũ trụ của lão vẫn là vô cùng khó khăn." Táng Đế thì mỉm cười lên tiếng: "Thần đế ma đế đứng lên kêu gọi, triệu tập toàn bộ thần ma của vũ trụ của lão này săn bằng tổ đình là dễ như trở bàn tay." Mục Tiên Thiên lắc lắc đầu, trong lòng chán nản:
ta có thể xử lý thần đế ma đế, thế nhưng lại không đối phó được với thiên thừa tướng của ta. Trái lại, nhiều lần ăn thiệt thòi trong tay của hắn ta. Hắn đã hoàn toàn khắc chết ta rồi. Nếu không nhờ có tăng đế giúp đỡ, lần này ta phải chịu rất nhiều thua thiệt mới có thể hàng phục được thần đế và ma đế này. Nghĩ muốn đối phó với tặc nhân phản loạn, thật là... Khóe mắt của nàng nhảy lên. Tổ đình cực kỳ khó phá. Tổ đình của Phục Khi Thị... Mà lúc này cũng ở bên trong tổ đình, Trung Nhạc đi tới thiên ngoại thiên, động ngoại động của Càn Đô Thần Vương, đang định để cho Thiên Cơ Thần Vương đi vào trong thông báo. Trong lòng đột nhiên khẽ động, cảm ứng được đại đạo thần ma của vũ trụ cổ lão có sự biến hóa rất nhỏ, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Sao? Đây là... Hắn nhất thời tỉnh ngộ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mục Tiên Thiên, vậy mà đã hàng phục được thần ma nhị đế rồi sao? Đại đạo của nàng bắt đầu tranh phong với dịch đạo của ta rồi. Đại đạo của nàng vậy mà lớn mạnh nhanh như vậy sao? Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát. Kết quả này cho dù là hắn cũng không thể ngờ tới. Nàng hắn là đã hấp thu tu vi của thần đế, ma đế, lúc này mới có thể có được thành tựu như vậy. Sắp sửa ngang vai ngang vế với dịch đạo của ta rồi. Trung Nhạc lâm vào suy tư. Hắn là mượn quyền hành thiên đế của Phục Môn Đạo Tôn, lúc này mới có thể tách ra hai đạo thần ma, mà không ngờ Mục Tiên Thiên đã sắp sửa ngang vai ngang vế với quyền hành thiên đế. Nói rõ tu vi thực lực của nàng để thăng cực nhanh, chỉ sợ đã sắp sửa đạt tới đẳng cấp thần vương thái cổ. Thần ma nhị đế chỉ sợ đã bị nàng thay bố. Ta vốn cho rằng nàng muốn hàng phục thần ma nhị đế ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm, vẫn là đã xem thường nàng rồi. Sợ rằng cho dù là thiên cũng chưa từng nghĩ tới điểm này. Lúc này Càn Đô Thần Vương cũng đi ra ngoài thiên ngoại thiên, động ngoại động, cũng đang nhìn ra bên ngoài, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên cũng đã cảm ứng được đại đạo ba động kỳ quái kia. Thần ma nhị đế đã không còn tự chủ nữa, hiện tại bọn họ đã có chủ rồi. Càn Đô Thần Vương không khỏi kinh ngạc nói, kẻ xuất thủ cũng không phải là thiên mà là Mục Tiên Thiên, nàng làm sao làm được như vậy đây? Hắn chính là thần vương do tiên thiên thiên đạo sinh ra, có uy năng quỷ thần khó lường, cảm ứng được biến hóa của đại đạo thiên địa, lập tức biết được đây là hành vi của Mục Tiên Thiên. Sau lưng của nàng tự nhiên là có cường giả tương trợ rồi. Trung Nhạc tiến về phía trước, hắn mỉm cười nói, cũng không cần để ý tới nàng, đạo huynh, người thần cơ diệu toán cũng biết mục đích của ta hôm nay chứ? Càn Đô Thần Vương mỉm cười lên tiếng, đại tư mệnh đã hủy đi đế tinh của ngươi, ngươi đã biến thành khởi nguyên của hỗn độn, đã quấy đục tương lai, ta làm sao đoán biết được ý tưởng của ngươi đấy? Lần này tộc trưởng tới đây là có chuyện gì vậy? Trung Nhạc mỉm cười nói, ta chuẩn bị giải khai một thành phong huyết huyết mạch cuối cùng, mời đạo huynh cùng ta trở về 10 vạn năm trước kia. Sắc mặt của Càn Đô Thần Vương đại biến, vội vàng xoay người bỏ chạy về phía thiên ngoại thiên, động ngoại động, hắn kêu lớn, không, ta không muốn đi với ngươi, ngươi muốn tìm chết cứ tự mình đi tìm chết là được, ta không muốn nhúng tay vào cái vũng nước đục này. Trung Nhạc tế khởi 30 kiện bảo vật thiên đạo, mỉm cười nói, ta cũng mời cả thiên cùng đi, đạo huynh ngươi đợi trong chốc lát, ta mời thiên ra khuyên ngươi đồng ý. Càn Đô Thần Vương vội vàng dừng bước lại, cả giận nói, ngươi dám sao? Trung Nhạc thu hồi 30 kiện bảo vật thiên đạo, vạn phần chân thành nói, đạo huynh, ta đảm bảo ngươi không có việc gì cả, xin ngươi hãy giúp ta vượt qua kiếp nạn này. Sắc mặt của Càn Đô Thần Vương âm tình bất định, một lúc sau mới cắn răng nói, chỉ có ta và thiên, căn bản là không đủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung Nhạc mỉm cười nói, còn có Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương. Vẫn chưa đủ. Càn Đô Thần Vương cười lạnh một tiếng nói, cửa ải hắc đế kia ngược lại cũng thôi, quan trọng là cửa ải thứ 6 kìa. Cho dù Lôi Trạch và Thần Hậu Nương Nương mang theo linh căn, lại cộng thêm ta và thiên, cũng vẫn là lành ít dữ nhiều. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, ta còn có thể mượn theo Phủ Tăng Thần Thú. Chưa đủ, vẫn không có phần thắng được. Càn Đô Thần Vương quả quyết nói, còn phải mời thêm một vị cao thủ nữa kìa. Sao, còn cần thêm một vị cao thủ nữa sao? Trung Nhạc nở nụ cười nói, nếu cộng thêm Mẫu Hoàng Đại Đế và Tăng Linh Thần Vương, không biết đã đủ chưa vậy? Càn Đô Thần Vương bĩu môi một cái, lên tiếng nói, ta cần là cao thủ, Mẫu Hoàng Đại Đế chỉ miễn cưỡng có thể ngang hàng với Thần Vương Thái Cổ mà thôi. Nàng và Tăng Linh Thần Vương buộc chung một chỗ cũng không phải là cao thủ mà ta đã nói.
ta cần chính là tồn tại cấp bậc như thiên và lôi trạch thần hậu kia. Trung Nhạc nhất thời đau đầu, tồn tại cấp bậc như thiên và lôi trạch thần hậu ư? Thiên là được xưng tụng là tồn tại cấp bậc đạo thần, có thể nói là cực hạn của hệ thống tu luyện đồ đằng, mà lôi trạch và thần hậu chính là cấu thân của đạo thần, muốn lại tìm một vị tồn tại cấp bậc này cũng không dễ dàng. Đối phó với một tôn đạo thần 10 vạn năm trước, thật sự cần nhiều tồn tại cường đại như vậy hay sao? Nếu cộng thêm Tương Vương thì sao đấy? Trung Nhạc thử dò xét hỏi. Tương Vương sao? Càn Đô Thần Vương thoáng chần chừ một chút rồi nói. Năm xưa Tương Vương đã bị trọng thương rồi, hắn bị đám người bọn Hắc Đế đầu độc, khai thiên thất bại, suýt chút nữa đã chết. Hiện tại thương thế hẳn là đã khỏi rồi, chỉ là hắn năm xưa cực kỳ cường đại, thực lực hiện tại không biết đã đuổi kịp thời đại này hay không. Hơn nữa Tương Vương vô cùng nhát gan, rất khó có thể nói động đến hắn được. Tương Vương tuyệt đối là kẻ có lá gan nhỏ nhất trong toàn bộ các thần vương thái cổ. Hắn trước giờ vẫn luôn sợ phiền phức, ẩn cư trong thiên hà, gặp phải chuyện gì cũng đều co đầu rút cổ, không chịu xuất hiện. Lần trước Trung Nhạc có thể mượn được một cái chân của hắn cùng nhau tiến vào luân hồi táng khu cũng là do cơ duyên xảo hợp. Trong lúc vô tình lôi kéo Tương Vương tranh vào vũng nước đục một lần, sau lần đấy Tương Vương đã không ngừng đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Lần này hắn có thể mời Tương Vương xuất thủ hay sao? Nếu người có thể mời Đại Tư Mệnh tới, vậy chuyện này sẽ có 10 thành nắm chắc rồi. Càn Đô Thần Vương mỉm cười nói. Đại Tư Mệnh chính là chúng thần chi vương, chúng thần chúa tể. Dưới trướng hắn có đám thần vương thái cổ, bọn Khởi Nguyên, Nguyên Nha, Phượng Thiên và Diễn Hành, tuyệt đối có thể toàn thắng được. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hắn cũng không quá đồng tình đối với một số hành vi của Đại Tư Mệnh. Lần trước, Đại Tư Mệnh phái đám thần vương bọn Nguyên Nha đi săn giết chư đế thượng cổ. Tuy chuyện này đối với đám thần vương là rất bình thường, nhưng đối với Trung Nhạc thì lại khó có thể tiếp nhận được. Năm xưa Lôi Trạch và Hoa Tư vẫn luôn đối nghịch với Đại Tư Mệnh cũng không phải là không có nguyên nhân. Mặc dù Trung Nhạc và Đại Tư Mệnh đã định ra minh ước tương lai, bất quá có thể mời được Đại Tư Mệnh hay không vẫn không thể nói trước. Hơn nữa, hắn đi mời Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh nhất định sẽ có điều kiện, sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp hắn. Rất có khả năng điều kiện của Đại Tư Mệnh sẽ khiến cho hắn không thể tiếp nhận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trung Nhạc tình nguyện định ra hiệp nghị với Thiên, cũng chưa muốn đi mời Đại Tư Mệnh. Tường Vương, Thiên, Lôi Trạch, Thần Hậu, Mẫu Hoàng, Táng Linh, Luân Hồi Đăng, Tiên Thiên Quả Thụ, Phủ Tăng Thần Thụ, còn có Cản Đô Đạo Huynh. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, liệt kê cao thủ, cuối cùng hắn nói. Cậu thêm ta và Phong Hữu Trung Sư Huynh, hẳn là đã đủ rồi. Sao? Cộng thêm ngươi và tên Phong Thiên Nhân kia sao? Càn Đô Thần Vương thoáng ngẩn người, lắc đầu mỉm cười nói. Phục hỉ, không phải ta xem thường ngươi và Phong Thiên Nhân kia đâu, nhưng trong trận chiến này, các ngươi căn bản không có bất cứ tác dụng gì cả. Cho dù các ngươi có tham gia cũng chỉ là đứng xem trận chiến này mà thôi, không quan hệ gì tới đại cục. Trần chính có thể giao thủ với Hắc Đế và Đạo Thần cũng chỉ có đám bộ xương già này chúng ta mà thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói. Ta tự có thủ đoạn, Đạo Huynh xin cứ yên tâm. Ta lập tức đi mượn Phù Tăng Thần Thú, mời đám người Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương. Kính xin Đạo Huynh trong khoảng thời gian này cẩn thận tu luyện 30 bức thiên đạo đồ. Ta cần thời gian 4-5 năm mới có thể mời bọn họ tới đây được. Hắn tới khởi thiên dực cổ thuyền, phá không liền bay đi. Càn Đô Thần Vương khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa, thấp giọng nói. Cộng thêm hắn và Phong Thiên Nhân kia, bọn họ có thể có thủ đoạn gì đây? Hơn nữa, giữa ta và Thiên chỉ sợ là sẽ có tranh chấp nhỏ. Cuộc chiến lần này sợ rằng có chút gian nan rồi. Bất quá ta nhận sự che chở của tổ đình của hắn, ân tình này ta vẫn là phải trả. Trung Nhạc giá ngự thiên dực cổ thuyền phóng chạy như bay, trải qua mấy tháng mới đi tới thánh địa Thăng Cốc cầu kiến Kim Ô Thần Đế. Hắn nói. Thần Đế, Mục Tiên Thiên đã hàng phục Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế rồi. Nàng ta nghĩ muốn diệt trừ ta, trước phải diệt trừ Thăng Cốc này. Thần Đế có thể vận chuyển Thăng Cốc tới tổ đình tạm lánh phong mang hay không? Trước mắt ta có việc gấp, mấy năm nữa sắp tới hẳn là sẽ không lại xuất hiện được. Kim Ô Thần Đế bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Cách đây không lâu, ta cảm ứng được thần đạo của vũ trụ của lão có sự biến hóa tinh tế. Hóa ra là Mục Tiên Thiên đã hàng phục được Tiên Thiên Thần Đế rồi. Nàng làm sao có năng lực lớn như vậy đây? Hẳn là có cao thủ ở phía sau tương trợ. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói. Thân là một tiên thiên thần cuối cùng trước khi thiên sinh ra,
tiên thiên thần ma sinh ra trong thánh địa tiên thiên huyền tẫn, bản thân nàng có đại khí vận, hàng phục tiên thiên thần đế và ma đế chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bất quá thần đế và ma đế là lãnh tụ của thần đạo và ma đạo, chỉ cần đứng lên hô một tiếng, kẻ ứng lời tập hợp nhiều như mây, thang cốc tuyệt đối không ngăn được đại quân của các tộc thần ma. Tòa thánh địa này nhất định phải vận chuyển vào bên trong tổ đình. Kim Mô thần đế thoáng chần chừ một chút, gật đầu nói: quả thật là không ngăn nổi. Nếu đã như vậy, ta lập tức vận chuyển thang cốc này. Chỉ là hỗn độn hải và phù tăng thần thụ quá nặng, sợ rằng ta khó có thể di rời. Hoa Tư Lôi Trạch có thể vận chuyển thánh địa của bọn họ, mà ta lại không có năng lực kia. Người cứ yên tâm, đợi thêm một thời gian nữa sẽ có cao thủ tới đây trợ giúp thần đế vận chuyển thánh địa. Trung Nhạc mỉm cười nói: còn về phù tăng thần thụ, ta còn cần mượn dùng một chút kìa. Kim Mô thần đế nghi hoặc, theo hắn đi tới trước phù tăng thần thụ. Trung Nhạc không người bái một cái về phía cây thần thụ này, khấn vái một phen nói: con cháu hậu thế bất tài, tộc trưởng Phục Khí Thị Trung Nhạc, khấu thỉnh thánh thụ nghe khấn. Tổ bối trên trời của linh thiêng cùng dưỡng linh căn thánh thụ, nay tộc ta gặp khó khăn tổn vong, chỉ còn sót lại duy nhất một nam đinh này, muốn thỉnh uy năng của thánh thụ độ qua ấy kiếp này, khẩn cầu thánh thụ rủ xuống thương hại. Cây phù tăng thần thụ vô cùng nguy nga, không gió tự động, cành lá phất phơ, hất ra từng khỏa thế dương cực đại đang quẩn quanh thánh thụ. Thanh âm chấn động ầm ầm truyền tới, từng sợi rễ cây như quần sơn nguy nga phập phồng từ trên phù sơn rút ra, còn có sợi rễ dài tới ước vạn dặm từ trong hỗn độn hải rút lên. Thậm chí ngay cả đám sinh vật hỗn độn kia cũng đã bị kinh động, nhao nhao thò đầu ra xem. Cây phù tăng thần thụ này phảng phất như một tôn sinh linh vô cùng cổ lão đang từ từ sống lại, tản mát ra khí tức mênh mông. Tâm thần Trung Nhạc không khỏi kích động, chỉ thấy từng sợi rễ cây của cây linh căn kia từ từ phiêu đãng, cành lá phiêu diêu, đã thu liễm rất nhiều hỗn độn hỏa thiêu đốt xung quanh thần thụ. Đột nhiên chỉ thấy một đạo quang mang từ xa bay tới, đáp xuống trên phù sơn. Trong lòng Trung Nhạc và Kim Mô thần đế nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng quang mang bao phủ toàn thân người kia, khiến cho bọn họ không cách nào nhìn rõ người kia tới là kẻ nào. Là tồn tại từ trong hỗn độn đi ra sao? Kim Mô thần đế thất thanh lên tiếng nói. Vị tồn tại kia đứng thẳng trên phù sơn, cũng không nhìn về phía hai người Trung Nhạc, mà nhìn chằm chằm về phía phù tăng thần thụ, tự hồ bị dị động của cây phù tăng thần thụ này kinh động, chạy tới kiểm tra. Tiền bối, Trung Nhạc tiến lên nói, ta muốn mượn phù tăng thần thụ dùng một lát, bởi vậy mới quấy nhiễu sự tu dưỡng của cây này. Tiền bối... không cần gọi ta là tiền bối đâu. Gã thần nhân từ trong hỗn độn kia lắc đầu khẽ nói, người muốn sử dụng cây này ta không ngăn cản ngươi, lúc đó ta cũng chỉ mượn dùng mà thôi. Bất quá sau khi sử dụng xong cây này, ngươi cần phải trả lại, nhất định là phải trả lại, cắm trở lại trong hỗn độn. Cây này vốn không thuộc về ngươi, nếu ngươi không trả tất có đại nạn. Trung Nhạc gật đầu một cái, thân hình của gã thần nhân kia lóe lên biến mất không thấy đâu nữa. Thật là quái nhân mà. Trung Nhạc lắc lắc đầu nghi hoặc nói, bất quá hắn nói cây thần thụ này không thuộc về ta, lẽ nào phù tăng thần thụ còn có chủ nhân khác hay sao? Kỳ quái, chủ nhân của cây thần thụ này là ai đây? Kim Mô thần đế cũng vô cùng nghi hoặc, ngay cả hắn cũng không động dụng được phù tăng thần thụ. Mặc dù hắn một mực vẫn luôn sống trên cây, thế nhưng hoàn toàn không thể thôi diễn uy năng của cây được, chỉ có thể hái lấy hỗn độn quả trên cây, bẻ gãy một hai cành lá tươi mới mà thôi. Lần trước phù tăng thần thụ bạo phát thần uy quét sạch quân địch vẫn là kết quả do Trung Nhạc tế bái. Trung Nhạc lại không người bái một cái nữa, phù tăng thần thụ đột nhiên bay lên, càng lúc càng nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sợi rễ cuốn lấy trên năm ngón tay của hắn. Trung Nhạc mỉm cười nói, thần đế, hiện tại người đã có thể triệu tập tộc nhân chuẩn bị chuyện tình di chuyển toàn tộc, tiếp qua 1-2 năm nữa sẽ có cao thủ tới đây giúp ngươi vận chuyển thang cốc này. Kim Mô thần đế nghi hoặc hỏi, vị cao thủ này là ai vậy? Trung Nhạc im lặng không đáp, đứng dậy leo lên thiên dực của thuyền, thẳng tắp bay tới vãng sinh chi địa. Trước khi đi còn dặn dò, tới lúc đó sẽ biết thôi. Thời điểm ngươi gặp được hắn, ngàn vạn lần không được nói cho hắn biết chuyện tình mục tiên thiên đã hàng phục thần đế và ma đế. Đợi sau khi tới tổ đình rồi mới hãy nói cho hắn biết chuyện, đừng có lẫn lộn trình tự. Kim Mô thần đế dụng tâm ghi nhớ, mỉm cười nói, cô ra thật là càng lúc càng giả thần giả quỷ rồi. Mà vào lúc này, trong thiên đình tử vi,
Cổ Nhạc hạ lệnh chư tướng di chứng xuất lĩnh đại quân buôn tập đại quân Thiên Đình của Mục Tiên Thiên cùng với Tư Mệnh đầu đuôi giáp công, mà chính mình thì chạy tới đầu nguồn của thiên hà, tiến vào trong động thiên của Tương Vương. Tương Vương, Phục Hy tới tìm ngươi kìa. Một tiểu nữ hài băng tuyết khả ái đi ra nghênh tiếp Cổ Nhạc. Tuy bộ dạng băng tuyết động lòng người, thế nhưng tính tình nữ hài này lại nóng như lửa, gân cổ quát lớn về phía trong động thiên. Mau mau đi ra, lão nương và Phục Hy đã đợi rất lâu rồi. Cổ Nhạc tinh tế quan sát nàng, có chút buồn cười nói: Người chính là cây thánh quế thú tại thời điểm ta hóa đạo kia, thánh dược bạn sinh của Tương Vương sao? Ta nhận ra ngươi, mà đúng rồi, sau khi ngươi hóa hình đã đi theo Tương Vương tu hành, Tương Vương có đặt tên cho ngươi hay không? Lão nương, tên là Quế Hoa. Nữ hài kia cực kỳ phẫn hận nói: Lão ô quý, đúng là không biết thật tên mà. Làm hại, thời điểm lão nương ra ngoài vui chơi bị đám thần ma kia cười nhạo thật lâu, không thể không trốn trở về. Lúc này, Tương Vương từ trong động thiên chậm rãi đi ra, phẫn nộ nói: Vẫn là do ngươi không có năng lực. Nếu ngươi có năng lực rồi, họ tên của ngươi có là gì đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ nhao nhao ôm cái chân thối của ngươi thôi. Ngữ khí của Quế Hoa càng thêm hung hãn, quát lớn: Câm miệng! Tương Vương nhất thời giận dữ, bị chọc tới mức toàn thân run rẩy. Ta là sư phụ của ngươi, ngươi lại dám quát bảo ta câm miệng hay sao? Ta vốn là thánh dược bạn sinh của ngươi, ngày thường ngươi ăn của ta, uống của ta, ngược lại lừa gạt ta làm đệ tử của ngươi, vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của lão nương, hiện tại còn mặt dày xưng là sư phụ của ta hay sao? Hai thầy trò bắt đầu tranh cãi ở Mỹ. Cổ Nhạc ở một bên chờ đợi một lúc thật lâu, hai thầy trò mới đình chỉ tranh cãi. Cổ Nhạc từ tốn nói: Tương Vương, hôm nay ta buông xuống cái mặt này, tới đây là muốn nhờ cái. Tương Vương không đợi hắn nói xong đã phất tay nói: Không đi, ta không đáp ứng. Cổ Nhạc vẫn tự mình tiếp tục nói: Người giúp ta vận chuyển thánh địa thăng cốc tới tổ đình, sau khi xong việc ta sẽ bảo Quế Hoa lưu lại tổ đình. Được, thành giao. Tương Vương lập tức cười ha hả nói: Quế Hoa chết tiệt này, lưu lại chỗ của ngươi chính là tốt nhất rồi. Đi, đi mau, chúng ta lập tức đi vận chuyển thăng cốc kia. Tiểu nữ hài Quế Hoa cả giận nói: Người muốn vứt bỏ lão nương sao? Nằm mơ đi. Tiểu Phục Hy, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ đấy, ngươi cứ chờ. Lão gia hỏa, đợi ta. Tương Vương hưng phấn bừng bừng rời khỏi thiên đình, mang theo Quế Hoa phóng chạy hơn một năm, lúc này mới đi tới vũ trụ của lão, tiến vào thăng cốc. Hắn vừa gặp mặt Kim Ô thần đế, liền không nói lời nào, lập tức hiện ra chân thân, là một con cự quy nhục thân to lớn khôn cùng, trực tiếp khiêng toàn thể thánh địa thăng cốc và hết thảy vô số tinh tú thái dương lên chân lưng của mình, nhanh chóng phóng đi trong tinh không, tiến về phía tổ đình. Quế Hoa thì thở phì phò, tức giận ngồi trên phần gáy của hắn. Kim Ô thần đế đứng ở một bên, không ngừng cảm tạ Tương Vương. Ngữ khí Tương Vương lãnh đạm nói: Nếu không phải Phục Hy đáp ứng sẽ thu lưu nữ tử này, ta mới không giúp ngươi kìa. Ngươi không cần cảm tạ ta, cứ cảm tạ hắn là được rồi. Mà kỳ quái, sao bầu không khí của vũ trụ của lão có chút không đúng như vậy? Đại đạo thiên địa tự hồ có chút quỷ dị. Kim Ô thần đế lập tức thay đổi chủ đề, quay sang hỏi Quế Hoa: Xin hỏi tên của cô nương? Sắc mặt Quế Hoa tái nhợt, quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn. Kim Ô thần đế bị Quế Hoa không thèm để ý, cũng có chút mất mặt, trong lòng thầm nghĩ: Cặp thầy trò này thật cổ quái, không biết cô ra bảo ta sau khi tới tổ đình mới nói cho Tương Vương biết chuyện tình Mục Tiên Thiên đã hàng phục thần ma nhị đế là có ý gì đây. Một đường bình bình an an, không có bất cứ trở ngại nào. Sau khi đã tới tổ đình, Tương Vương thả thánh địa thăng cấp xuống, rồi mỉm cười nói: Đã tới đây, xem như hoàn thành giao dịch rồi. Nhà đầu chết tiệt này vẫn luôn náo loạn ở Mỹ khiến cho ta đau đầu thân mỏi. Hiện tại toàn thân rốt cuộc cũng có thể thoải mái được rồi. Kim Ô thần đế mỉm cười nói: Lần trước có thể vận chuyển thăng cấp tới tổ đình, toàn bộ đều nhờ có Tương Vương trợ giúp. Mục Tiên Thiên đã hàng phục thần ma nhị đế, hiện tại đang chuẩn bị tấn công thăng cấp ta rồi. May mắn có đạo huynh hỗ trợ, khiến cho thăng cấp ta không phải gặp kiếp nán. Cái gì? Mục Tiên Thiên đã hàng phục thần ma nhị đế rồi sao? Mới vừa rồi Tương Vương còn đầy mặt nụ cười, lúc này sắc mặt đột nhiên kịch biến, thất thanh nói: Sao người không chịu nói sớm hả? Nếu biết Mục Tiên Thiên đã hàng phục thần ma nhị đế rồi, ta mới không giúp ngươi kìa. Nguy rồi, hiện tại không xong rồi. Trong lòng Kim Ô thần đế nghi hoặc không hiểu, mỉm cười hỏi:
Đạo huynh, người bất quá chỉ là hỗ trợ ta vận chuyển thang cốc mà thôi, sao lại không xong được? Tương Vương liên tục dậm chân cả giận nói: Sao huyệt của ta là tại Thiên Đình Tử Vi, hiện tại ta giúp ngươi vận chuyển thang cốc, nhất định là đã đắc tội với Mục Tiên Thiên. Nếu nàng vẫn chưa hàng phục được thần ma nhị đế, ta cũng chẳng cần phải sợ nàng. Nhưng nếu nàng đã hàng phục được thần ma nhị đế rồi, vậy Thiên Đình Tử Vi ta nhất định là không trở về được nữa rồi. Nếu bị nàng dẫn theo thần ma nhị đế chặn đường, ta liền chết chắc rồi. Thần ma nhị đế liên thủ, ta tuyệt đối đánh không lại. Người đã hại ta rồi, hại ta thật khổ rồi. Kim Ô Thần Đế nhất thời kinh ngạc, đối với Trung Nhạc chính là bội phục không thôi, trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra cô gia chính là tính toán chuyện này, xảo diệu, quả thật là xảo diệu. Trên trán của Tương Vương gân xanh không ngừng nhảy loạn, gấp gáp đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm bẩm: Ta trước giờ ở trong Thiên Đình vẫn luôn cùng với Thiên Đế nước sông không phạm với nước giếng, hiện tại ngược lại thì tốt rồi, giúp người ta dọn nhà xong ngay cả nhà của mình cũng không trở về được nữa rồi. Đây nào phải giúp ngươi dọn nhà đâu, rõ ràng là giúp ta dọn nhà mà. Kim Ô, đợi một hồi phục khi trở về, ngươi cần phải giúp ta nói mấy câu nói tốt đi, để cho ta cũng lưu lại ở trong tổ đình này, xem như thiếu ngươi một cái nhân tình vậy. Ngươi là nửa cái nhạc phụ của hắn ta, nếu mà miệng cầu xin hắn, hắn khẳng định là sẽ đáp ứng thôi. Kim Ô Thần Đế càng kinh ngạc, liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Tương Vương mời ta mở miệng cầu xin phục khi, để cho hắn cũng lưu lại trong tổ đình sao? Đây là cái đạo lý gì vậy? Rõ ràng là Phục Khí có chuyện muốn cầu cạnh hắn mới phải. Quế Hoa ở một bên thì lại cười hì hì nói: Tương Vương, ngươi đuổi ta tới tổ đình, hiện tại chính mình cũng phải luân hãm ở trong tổ đình này rồi. Không nói những cái khác, toàn bộ thân gia tài phú của ngươi đều đang ở trong Thiên Đình, ngay cả thiên hà cũng đều ở trên đế tinh, hiện tại chính là túi không còn một xu rồi. Tương Vương trừng mắt nhìn nàng một cái, vội vàng rời đi. Hắn cao giọng nói: Ta lập tức trở về dọn ổ. Kim Ô tiểu hữu, ngươi nhất định là phải giúp ta nói tốt mấy câu ở trước mặt Phục Khí kìa. Kim Ô Thần Đế giờ khóc giờ cười, nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa. Bên trong vãng sinh chi địa, Trung Nhạc vừa đi tới trước thần khí vãng sinh, Mẫu Hoàng Đại Đế đã lập tức xuất hiện ở trên kiện thần khí này, không ngừng trào loạn bất định, hiếu kỳ quan sát hắn, mỉm cười nói: Phục Khí, ngươi lại tới làm gì vậy? Ngươi còn chưa phải là đại đế, chưa có đủ thực lực có thể nghịch chuyển càn khôn. Ngươi tới tìm ta không phải là nói cho ta biết ngươi chuẩn bị khởi sự đấy chứ? Hiện tại ngươi quá nhỏ yếu rồi, nếu như ngươi tạo phản, ngươi liền sẽ chết kìa. Trung Nhạc quan sát Mẫu Hoàng Đại Đế khẽ nhíu mày, dung mạo nữ tử này vẫn có mấy phần tương tự với Tư Mệnh. Dung mạo của Tư Mệnh là tới từ Phong An Ức, con gái của Phong Thường Dương. Mẫu Hoàng Đại Đế dùng khuôn mặt của Phong An Ức tới gặp hắn, rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Mẫu Hoàng bệ hạ, ta chính là vì chuyện này mà tới đây. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: Huyết mạch của ta vẫn còn một thành thần huyết Phục Khí cuối cùng vẫn chưa được giải khai. Chỉ cần giải khai một thành huyết mạch này, thần thông của ta sẽ có thể viên mãn. Bởi vậy, ta cần Mẫu Hoàng bệ hạ tương trợ ta. Thân thể Mẫu Hoàng Đại Đế đột nhiên cứng đờ, cười khanh khách nói: Ngươi muốn ta đi tìm chết hay sao, Phục Khí? Ngươi biết rõ, ngươi giải khai một thành thần huyết Phục Khí cuối cùng sẽ phải đối mặt với cái gì mà? Ngươi hẳn là chỉ còn lại một tầng phong ấn cuối cùng chưa giải. Một thành huyết mạch cuối cùng này căn bản không phải là thần huyết Phục Khí, mà là phàm huyết. Phàm huyết không có bất kỳ tác dụng nào. Ta cũng từng nghiên cứu qua nhân tộc, thần huyết Phục Khí bị phong ấn trong cơ thể bọn họ đã đánh mất thần tính, đã bắt đầu biến thành phàm huyết rồi. Phàm huyết là cái gì chứ? Ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Khóe mắt của Trung Nhạc khẽ nhảy lên. Mẫu Hoàng Đại Đế nói không sai, một thành huyết mạch bị phong ấn còn lại kia của hắn quả thật là phàm huyết. Ở trong đấy, thần tính của huyết mạch Phục Khí đã hoàn toàn bị rửa đi. Cho dù hắn có giải khai phong ấn, đã vượt qua ách kiếp của Hắc Đế và Tôn Đạo Thần kia, thì một thành phàm huyết này đối với hắn cũng không có bất kỳ sự đề thăng nào cả. Bất quá, Mẫu Hoàng Đại Đế lại không biết là một thành phàm huyết này lại chính là điểm then chốt hắn có thể trở thành Tiên Thiên Thần chân chính hay không. Phong ấn phàm huyết nhất định là phải giải khai, sau khi không còn phong ấn, hắn mới có thể luyện thành thần huyết Phục Khí, sau đó để thăng thành thần huyết Tiên Thiên Phục Khí, từ đó khiến cho chân thân của hắn viên mãn, tu thành Tiên Thiên Thần, hoàn thành hành động vĩ đại nghịch chuyển tiên thiên. Phong ấn phàm huyết chưa giải khai, căn bản không thể làm được điểm này. Ý ta đã quyết, Mẫu Hoàng bệ hạ chỉ cần giúp ta là được. Trung Nhạc lạnh nhạt nói: Lần này trở về 10 vạn năm trước, không chỉ có ngươi, còn có Cản Đô Thần Vương, Lôi Trạch Cổ Thần, Tương Vương, Thần Hậu Nương Nương, Táng Linh Thần Vương cùng với ta và sư huynh của ta,
còn có ba đại linh căn thiên địa nữa kìa. Phần thắng của chúng ta khá lớn. Nếu lại cộng thêm ngươi, phần thắng sẽ càng cao hơn. Mẫu hoàng đại đế thoáng trầm ngâm, đột nhiên lại nở nụ cười. Đối phó với hắc đế còn cần phải sử dụng trận hình lớn như vậy hay sao? Phục Hy, ngươi không chỉ đối phó với hắc đế đơn giản như vậy đâu. Ngươi khẳng định còn có mục tiêu khác kìa. Nàng cũng không biết chuyện tình sau khi giải khai phong ấn lục đạo sẽ gặp phải đạo thần. Bất quá Trung Nhạc liệt kê ra những cường giả này, ngoại trừ Trung Nhạc và Phong Hữu Trung ra, những người còn lại ai nấy cơ hồ đều không yếu hơn nàng chút nào, thậm chí đại bộ phận còn cường đại hơn nàng rất nhiều. Đối phó với hắc đế cũng không cần phải dùng tới đội hình lớn đến như vậy. Kẻ mà ta muốn đối phó là một tôn đạo thần. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh, mỉm cười nói: Mẫu hoàng bệ hạ, chỉ cần nói cho ta biết ngươi có đi hay không. Sao, đạo thần ư? Trong mắt của mẫu hoàng đại đế lộ ra thần sắc sợ hãi, lúc này mới hiểu được vì sao Trung Nhạc lại mời chào nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn có ba gốc linh căn thiên địa nữa. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng chỉ nói là phần thắng khá lớn, cũng không nói là nắm chắc phần thắng. Đây chính là đối phó với một tôn đạo thần. Một lúc sau, mẫu hoàng đại đế giảm xuống sự khiếp sợ và kinh hãi trong lòng, mỉm cười nói: Ta có điều kiện. Trung Nhạc khẽ nhíu mày một cái, lên tiếng: Ta biết rõ điều kiện của ngươi, bất quá thần khí tạo hóa cũng không ở trong tay của ta, mà là ở trong tay Tư Mệnh kìa. Tư Mệnh sao? Ánh mắt mẫu hoàng đại đế tràn ngập hứng thú nhìn hắn, đột nhiên chạy loạn tới lui bốn phía xung quanh hắn, cười khanh khách nói: Tư Mệnh chính là tiểu nha đầu từ trong thần khí tạo hóa đi ra kia sao? Thú vị, rất thú vị. Nói như vậy, kiện vũ khí mà Phong Thường Dương dùng nữ nhi của hắn chế tạo ra đã xuất thế rồi sao? Đó là vũ khí hoàn mỹ nhất kìa, vũ khí thông minh nhất của Phục Hy thần tộc, trưởng khống lực sinh dục. À đúng rồi, thời điểm ngươi vừa nhìn thấy ta, trong mắt có một tia kinh hãi và nghi hoặc, hóa ra là do kiện vũ khí kia. Bộ dáng của nàng hăng hái dập dào, mỉm cười nói: Lần này, thời điểm ngươi nhìn thấy ta trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, ngay sau đó liền biến mất. Đúng rồi, ngươi đã yêu nàng. Phong Thường Dương hẳn là ngàn vạn lần không ngờ Phục Hy hậu thế là yêu kiện vũ khí mà hắn chế tạo ra. Cảm giác ái dục trong mắt ngươi nói cho ta biết các ngươi đã động phòng rồi. Mẫu hoàng đại đế vô cùng hưng phấn, cơ hồ muốn nhảy lên hoan hô bởi vì phát hiện này của chính mình. Trung Nhạc lặng lặng đợi nàng bình tĩnh lại rồi lạnh nhạt nói: Thần khí tạo hóa ta không thể làm chủ được. Mẫu hoàng đại đế cười tủm tỉm: Nếu thần khí tạo hóa không ở trong tay ngươi, ta cũng không miễn cưỡng. Ta sẽ đích thân thu hồi kiện trọng khí kia. Sự hứng thú của ta đối với kiện vũ khí kia còn mạnh mẽ hơn sự hứng thú đối với thần khí tạo hóa. Ta sẽ đích thân đi gặp mặt nàng Tư Mệnh này. Trung Nhạc có chút nghi hoặc không hiểu. Dung mạo Tư Mệnh có mấy phần tương tự với mẫu hoàng. Ngoại trừ thân thể mẫu hoàng là thân thể côn tộc ra, thì dung mạo cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là mẫu hoàng dung mạo phong tao, Tư Mệnh dung mạo lãnh đạm mà thôi. Giữa các nàng tất nhiên là có mối quan hệ hoặc là có sự liên hệ nào đấy. Nếu đã như vậy, mẫu hoàng bệ hạ có thể khởi hành được rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói: Xin mời. Mẫu hoàng đại đế từ trên thần khí vãng sinh bước xuống, vô số xúc tu tung bay thu hồi kiện thần khí này. Nàng mỉm cười nói: Thiếp thân đã rất lâu không ra ngoài rồi. Cách đây không lâu, các đạo hữu thượng cổ khai chiến với đám thần vương. Thiếp thân vốn dĩ cũng muốn góp một phần náo nhiệt, tiếc rằng ta lại không quá hợp với Tiêu Dao đạo hữu kia. Trên mặt Trung Nhạc mang theo nụ cười nhàn nhạt nói: ta hiểu mà. Mẫu hoàng bệ hạ không cần phải nói, đám người Tiêu Dao đạo huynh đã tuấn đạo hết cả rồi. Thân thể mẫu hoàng đại đế chấn động, nhất thời trầm mặc, một lúc lâu sau mới cười tự giễu một tiếng nói: Tuấn đạo cả rồi sao? Đảm thức của bọn họ ta không thể so được. Nhớ lại năm đấy vẫn khiến cho ta thổn thức không thôi. Côn tộc ta không được các tộc chấp nhận, khắp nơi săn giết, duy chỉ có Phục Môn đạo tôn là cho phép chúng ta. Xem ta là đạo hữu, cùng ta luận đạo. Đám người Tiêu Dao bọn họ cũng dần dần chấp nhận ta. Hiện tại các đạo hữu của thời đại địa ký cơ hồ không còn mấy người nữa rồi, mà ta thì cũng đã già, không bằng trước đây được nữa. Không biết còn được bao nhiêu năm còn sống đây. Bất quá vì chủng tộc của ta, hết thảy đều đáng giá cả. Trung Nhạc kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ mẫu hoàng đại đế bị thế nhân xem là công địch tà ác cũng có một mặt đa sầu đa cảm như thế này. Mẫu hoàng đại đế cũng là vì chủng tộc của chính mình mà hết lòng hết sức, rất đáng khâm phục. Bất quá khâm phục thì khâm phục, nhưng đối với mẫu hoàng, Trung Nhạc vẫn là tràn ngập phòng bị. Bên trong Thiên Đình Tử Vi, Tương Vương thu thập toàn bộ bảo vật
trong động thiên đi ra động phủ, đang định rời khỏi lại nhìn một chút dòng thiên hà hào hào đãng đãng chảy xiết không thôi kia, thoáng chần chừ một chút. Mặc dù ta bị đám người hắc đế bạch đế đầu độc chạy đi khai thiên, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, bất quá cũng đã đạt được rất nhiều. Bọn họ chưa trải qua khai thiên, không có khả năng đạt được trung cực cào diệu của đại đạo. Dòng thiên hà này là do ta cơ hồ gần chết mới luyện thành, cả trăm vạn năm qua vẫn chưa từng di động qua, hiện tại không ngờ còn có ngày động tới nó. Đại quân của Cổ Nhạc sớm đã rời khỏi thiên đình, mà đại quân của Mục Tiên Thiên thì bị Cổ Nhạc và Tư Mệnh quấn lấy. Thiên đình đã biến thành trống rỗng, rất nhiều thần nhân từ đế tinh bay tới, dự định tiến vào thiên đình cướp đoạt chút bảo bối di lưu. Đột nhiên một gã tạo vật chủ nhìn thấy một lão giả lưng rùa đang đứng cạnh bờ sông ngắm nhìn thiên hà thổn thức không thôi, không khỏi mỉm cười nói: "Lão tiên sinh, bảo bối trong thiên đình này đều đã bị đám dư nghiệt phục khi kia cướp đoạt sạch sẽ rồi, chỉ còn lại dòng thiên hà này cũng tính là bảo bối, chẳng lẽ lão tiên sinh muốn thu thiên hà đi hay sao?" Lão giả lưng rùa kia cực kỳ nghiêm túc gật đầu, đám thần nhân còn lại xung quanh không khỏi nhao nhao cười lớn, cười tới mức thân thể nghiêng ngả. Gã tạo vật chủ kia cố nhịn cười nói: "Người có biết thiên hà này tới cùng nặng bao nhiêu không? Tạo vật chủ bình thường rơi vào trong đấy, không chết cũng phải lột một lớp da. Người một thân xương cốt rệu rã như thế này..." Một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, thiên đình răng rắc nứt ra. Dòng thiên hà thật lớn ở trong tay lão giả lưng rùa kia giống như đã phục sinh trở lại vậy. Dòng thiên hà bắt ngát vô biên đang chấn động kịch liệt, giống như một con cự long đại mãng to lớn khôn cùng đang chậm rãi giãy giụa thân thể vậy. Dòng thiên hà khẽ động, tinh không ầm ầm băng liệt, ức ngàn vạn tinh tú cũng theo đó dao động. Dòng thiên hà này thoáng di chuyển một chút đã khiến cho thiên đình băng liệt, sau đấy ngay cả đế tinh cũng răng rắc một tiếng. Một đạo khe nứt nhìn thấy mà giật mình liền xuất hiện, khởi nguồn từ nam cực vẫn luôn kéo dài tới bắc cực đế tinh. Đám tạo vật chủ và thần nhân kia ngơ ngác nhìn lão giả lưng rùa, chỉ thấy lão giả này thật sự cầm thiên hà ở trong tay, sau đấy thu vào trong ống tay áo, xoay người đi xa. Một tràng chấn động kịch liệt truyền tới, chỉ nghe có người cao giọng hét lên: "Thiên đình sắp vỡ ra rồi, chạy mau!" Toàn thể thiên đình to lớn bắt ngát không ngừng rung chuyển, sau đấy tan vỡ ra thành hơn 10 khối lục địa to lớn. Đế tinh cũng nứt ra rồi. Trên đế tinh, rất nhiều cường giả của thần tộc và đế tộc nhao nhao bay lên giữa không trung nhìn xuống dưới, trong lòng hãi hùng khiếp vía. Một vị đế quân lẩm bẩm: "Đế tinh sẽ không vỡ thành hai mảnh đấy chứ?" Răng rắc, răng rắc. Một cỗ chấn động vang lên, đế tinh ở trong mắt bọn họ từ từ vỡ thành hai mảnh. Tâm thần cường giả các tộc trên đế tinh đại chấn, thiên hà từ lúc thời đại địa kỷ bắt đầu cũng đã tồn tại, đã trải qua hai cái kỷ nguyên địa kỷ và thần kỷ. Trong ký ức của các tộc đế tinh, thiên hà vẫn luôn là ở nơi này, nhưng chưa từng bao giờ di động qua, chưa từng bao giờ thay đổi. Cho dù thiên đế hay thay đổi một đời lại một đời, thì thiên hà vẫn như cũ còn tồn tại. Thủy sư thiên hà của thiên đình chính là dùng thiên hà mà mệnh danh. Hơn nước vạn thần ma của thủy sư thiên đình đều khổ tu công pháp thủy hệ ở trên thiên hà, thậm chí còn sáng tạo ra một bộ công pháp hoàn chỉnh cùng với trận pháp mênh mông như biển. Nhưng hiện tại dòng thiên hà mênh mông hạo hãn không ngờ đã biến mất, đã bị người khác thu lấy. Về phần đế tinh bị vỡ thành hai, chính là hậu quả do thiên hà bị lấy đi tạo thành. Dòng thiên hà này trước giờ vẫn luôn được đặt trên đế tinh, trọng lượng của thiên hà kinh người tới mức nào đây. Cỗ trọng lượng này áp lên trên đế tinh tương đương với vô số nhật nguyệt tinh thần áp lên trên đế tinh, vốn dĩ cũng đã khiến cho đế tinh khó có thể thừa nhận trọng lượng của nó. Hiện tại thiên hà bị lấy đi, thời điểm tương vương phát lực đã cố tình dùng nhiều lực hơn một chút, kết quả đã chấn động đế tinh thành hai mảnh. Có rất nhiều chủng tộc vốn dĩ sinh hoạt bên cạnh bờ thiên hà dựa vào con sông lớn này mà sinh tồn, hiện tại thiên hà không còn, đế tinh cũng vỡ thành hai mảnh, khiến cho những chủng tộc này càng là khóc không ra nước mắt. Rất nhiều đế tộc lập tức liên thủ, từng tôn tạo vật chủ đế quân nhau nhau thi triển thần thông, tế khởi thần binh, thậm chí ngay cả đế binh cũng được thỉnh động, nỗ lực nối liền hai bán cầu đế tinh lại với nhau. Từng đạo thần thông giống như cầu vồng, từ mặt cắt một mảnh bán cầu nối liền mặt cắt của mảnh bán cầu còn lại, tạo thành từng đạo cầu nối. Nếu để mặc cho đế tinh đứt đoạn, đối với các tộc trên đế tinh tuyệt đối là tai ương ngập đầu, bởi vì hai mảnh bán cầu này xoay chuyển song chung tuyệt đối sẽ va chạm với nhau, địa thì phong hỏa phun trào, biến đế tinh thành một tuyệt địa, không có bất luận sinh cơ nào cả. Hai mảnh bán cầu đế tinh quá lớn, nếu như va chạm với nhau tuyệt đối
sẽ là một trận tai ương ngập đầu. Cũng may cường giả trong đế tinh đủ nhiều, từng đạo cầu vồng thần thông dày đặc chẳng chịt liên tiếp hai mảnh bắn cầu lại với nhau, cuối cùng cũng khiến cho đế tinh ổn định trở lại. Các tộc trên đế tinh đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng có kẻ sắc mặt ngưng trọng, triệu tập tộc nhân lại thương lượng có cần dọn nhà triệt thoái đế tinh hay không. Cũng có kẻ lại đang hiệu triệu các tộc tổ chức hội nghị thương nghị chuyện tình tu bổ đế tinh. Tường vương, người gây ra đại họa rồi. Tường vương sau khi thu lấy thiên hà đang trên đường chạy trở về vũ trụ của lão, đột nhiên một đạo thanh âm dày nặng vang lên. Tương Vương vừa vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi khẽ vui vẻ, hắn mỉm cười nói: "Hóa ra là Lôi Trạch đạo huynh, ta đã gây ra đại họa gì vậy? Ta như thế nào lại không biết vậy?" Người tới là Lôi Trạch của thần, đầu rồng thân người, tay nâng tiên thiên quả thụ đi tới bên cạnh hắn nói: "Người đánh nát thiên đình, tách đôi đế tinh, Mộc Tiên Thiên tất nhiên sẽ không để yên cho ngươi đâu." Tương Vương lớn tiếng kêu oan: "Oan uổng mà." Lôi Trạch của thần cười hỏi: "Ở đâu ra mà oan uổng đấy?" "Đạo huynh có chỗ không biết rồi. Năm xưa tại niên đại hỗn loạn, ta khai thiên thất bại, toàn bộ vũ trụ giải khai, kết hợp với đại đạo của ta cùng nhau biến thành thiên hà. Bản thân ta may mắn được Bảo Hy Thí và nữ hoa nương nương bảo vệ, giúp ta tránh thoát được một kiếp nạn. Vì vậy ta cảm ơn bọn họ, cho phép bọn họ xây dựng thiên đình địa ký tại ngọn nguồn thiên hà, cho phép bọn họ đặt đế tinh địa ký bên dưới thiên hà. Nhưng tới thời đại thần ký, chưa từng có vị thiên đế nào tới tìm ta thăm hỏi một tiếng chuyện tình thuê nhà cả." Tương Vương nói: "Thiên đế của thời đại thần ký xây dựng thiên đình tại ngọn nguồn thiên hà của ta, đặt đế tinh bên dưới thiên hà của ta, cũng chưa từng nói qua hay hỏi qua ta cái vị chủ nhân này. Nơi này vốn là nhà của ta, hiện tại ngược lại bức vị chủ nhân ta này phải bỏ đi, còn không cho phép ta thể hiện một chút khó chịu của bản thân nữa hay sao?" Lôi Trạch của thần nhất thời nghi hoặc hỏi lại: "Mộc Tiên Thiên có thể bức ngươi phải bỏ đi hay sao?" Tương Vương thở dài một tiếng, mặt mày ủ trau, kể lại ngọn nguồn sự tình một phen. Hắn nói: "Ta vốn không nên tìm cách muốn đuổi Quế Hoa đi làm gì. Nếu ta không đuổi Quế Hoa đi, sẽ không cần đáp ứng với Phục Hy trợ giúp vận chuyển thang cốc. Nếu không vận chuyển thang cốc, sẽ không đắc tội với Mộc Tiên Thiên. Không đắc tội với Mộc Tiên Thiên, sẽ không cần phải dọn nhà nữa rồi." Lôi Trạch của thần nghe hắn nói vậy, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi cho rằng ngươi không vận chuyển thăng cốc, Mộc Tiên Thiên sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Cạnh giường ngủ của đế vương, sao có thể để cho có kẻ ngủ ngáy cho được? Mộc Tiên Thiên thân là thiên đế, trong thiên đình của nàng có một tôn thần vương thái cổ, nàng có thể yên tâm hay sao? Trước đây nàng không có bản lĩnh thu thập ngươi, thế nhưng hiện tại đã có thần ma nhị đế. Sau khi trở lại thiên đình, việc đầu tiên nàng làm nhất định là đi thu thập ngươi kìa." Tương Vương nhất thời trố mắt, một lúc sau mới than thở: "Chính là cái đạo lý này. Nếu ta không sớm dọn nhà, sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng ta hại. Dọn nhà sớm thì sẽ an tâm hơn một chút kìa. Mà đúng rồi, Phục Khi là hậu duệ của ngươi, ta muốn dọn nhà vào trong tổ đình, vẫn chưa thương nghị qua với hắn ta. Ngươi nhất định phải giúp ta nói tốt mấy câu kìa." Lôi Trạch của thần nhất thời kinh ngạc hỏi: "Sao, ngươi không biết gì sao?" Tương Vương nghi hoặc hỏi: "Biết cái gì?" "Phục Hy muốn giải khai một tầng phong huyết huyết mạch cuối cùng, bởi vậy thần quá khứ của hắn chạy tới mời ta đi tới tổ đình cùng nhau thương nghị làm sao ứng phó phong ấn lục đạo kìa." Lôi Trạch của thần nói: "Nếu ngươi giúp hắn vượt qua trận ách kiếp kia, hắn khẳng định sẽ cho phép ngươi lưu lại tổ đình." Sắc mặt của Tương Vương vàng như đất, xoay người định bỏ chạy, miệng không ngừng kêu khổ: Nguy rồi, ta vẫn là không đi thì tốt hơn." Lôi Trạch của thần vội vàng chụp lấy cánh tay của hắn, mỉm cười nói: "Ngươi có thể trốn tới đâu đây? Ngươi phá nát thiên đình của Mộc Tiên Thiên, bất luận tử vi hay là vũ trụ cổ lão, ngươi đều không có chỗ ẩn thân cả. Ngươi cảm thấy Hắc Đế Bạch Đế sẽ thu lưu ngươi hay sao? Ngươi đi tổ đình sẽ còn có sinh lộ, nếu không đi sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi." Tương Vương ảo não nói: "Nhưng dù sao cũng chết chẽ hơn một chút kìa. Giúp Phục Hy vượt qua ách kiếp kia, nó không chừng sẽ chết ngay lập tức à?" Ngữ khí của Lôi Trạch của thần không vui nói: "Lá gan của ngươi vốn dĩ cũng không nhỏ, năm xưa còn từng cùng ta đối kháng với Đại Tư Mệnh, như thế nào càng sống là càng thụt lùi như vậy rồi?" "Ta nói cho ngươi Lôi Trạch cả, nếu ngươi cũng bị Hắc Đế Bạch Đế hãm hại
suýt chút nữa bị khai thiên phản vệ đè chết, lá gan của ngươi cũng sẽ nhỏ hơn ta thôi. Ta tìm một góc ẩn nấp đi vậy. Tương Vương mới vừa nói tới đây, đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên, cười khanh khách nói: Tương Vương, ngươi có thể núp vào đạo giới hay sao? Tương Vương theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần hậu nương nương đầu người thân rắn nhẹ nhàng lướt tới, cũng đang đi về phía vũ trụ của lão, kinh ngạc hỏi: Sao, Phục Kỳ cũng mời ngươi tới tổ đình sao? Thần hậu nương nương gật đầu, lạnh nhạt nói: Bản thể của ta tuy là đạo thần, thế nhưng bản thể đã rơi vào bẫy dập đạo thần rồi, ngây ngô đần đốn, không thể tự chủ. Ta vẫn chưa từng kiến thức qua thực lực của đạo thần. Tương Vương, ngươi cứ tiếp tục trốn nữa đi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho chính mình trốn tới chết mà thôi. Thật không dám giấu, lần trước ta tế tự bản thân đã cảm ứng được với bản thể, cảm ứng được tương lai thất đạo đại nhất thống, luân hồi đại nhất thống, bất luận người núp ở chỗ nào cũng sẽ bị lộ ra thôi. Sắc mặt Tương Vương đại biến: Thất đạo đại nhất thống, luân hồi đại nhất thống sao? Sao lại nhanh như vậy được? Chuyện tình quan trọng hệ đại, tương lai đạo thần đều sẽ bị kéo vào trong luân hồi, không thể không đi ra đánh cực một lần. Lôi Trạch của thần nói: Ta cũng đã cảm ứng được với bản thể, cũng đã cảm giác được việc này. Hiện tại người không đánh cực một lần, tương lai biến thành tro bụi cũng không trách được chúng ta. Sắc mặt Tương Vương âm tình bất định, ngay cả đạo thần cao cao tại thượng ẩn cư tại đạo giới cũng không thể không lo cho thân mình. Trận đại chiến thế gian này tới quá nhanh, cách lục đạo luân hồi thiết lập chỉ vừa mới trôi qua 10 vạn năm đã lại có một trận đại biến thế gian sắp sửa hàng lâm. Biến hóa thật sự nhanh, vượt quá mức tưởng tượng, khiến cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Phải biết rằng trong lịch sử, các lần đại biến thế gian đều cách nhau một khoảng thời gian cực xa. Ví dụ như trận đại biến thế gian đầu tiên là tiên thiên thần ma sinh ra, trải qua vũ trụ sơ khai hơn 10 ức năm. Trận đại biến thế gian thứ hai là sáng tạo ra sinh linh hậu thiên, trôi qua hơn 10 ức năm. Trận đại biến thế gian thứ ba là đại tư mệnh nhất thống thời đại hắc ám. Trận đại biến thứ tư là đại toại sáng tạo hệ thống tu luyện đồ đằng. Trôi qua gần 200 vạn năm mới có Phục Mân đạo tôn và hậu thổ nương nương mở ra lục đạo lập luân hồi. Nhưng hiện tại chỉ mới vừa trôi qua hơn vạn năm, thất đạo đại nhất thống, luân hồi đại nhất thống đã lộ ra manh mối. Sự tình phát triển cực nhanh khiến cho đám tồn tại của lão bọn Tương Vương cũng đều khó có thể thích ứng biến hóa. Biến hóa giả, dịch giả. Thần hậu nương nương lên tiếng nói: Nếu Tương Vương đã không thể nắm bắt dịch, sao không đi tiếp cận dịch đi? Tương Vương yên lặng gật đầu than thở: Ta nghe theo các ngươi là được, lỗ tai ta rất mềm, các ngươi không nên hại ta. Năm xưa ta chính là nghe theo lời nói của Hắc Đế Bạch Đế mà. Một ngày này, ba tôn thần vương chợt đi ngang qua một phiến chiến trường, chỉ thấy đại quân do chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên xuất lĩnh đang kịch liệt hỗn chiến với đại quân do Tư Mệnh và Cổ Nhạc xuất lĩnh, trong đó cũng có không ít đại đế thượng cổ đang tham chiến. Trên chiến trường, một gã nam tử trung niên biểu hiện cực kỳ xuất sắc, rất khiến cho người ta chú ý. Kẻ này giỏi về ám sát, có mấy vị đại đế thượng cổ chính là chết dưới sự ám sát của hắn. Ba tôn thần vương nhìn thấy kẻ này, nhất thể chấn kinh, không khỏi dừng chân quan sát thêm một lần. Nếu có đầy đủ thời gian, kẻ này tất là một Phục Môn đạo tôn thứ hai. Thần hậu nương nương không khỏi tán thán: Nhân tộc sao lại đa tài như vậy? Kẻ chủ đạo chiến trường tựa hồ cũng là một gã nhân tộc thì phải. Kẻ chủ đạo chiến trường chém giết kịch liệt này là một gã thần nhân của nhân tộc, thành thục điều động ức vạn quân mã. Kẻ này đang đứng trên một tòa tế đàn giữa đại quân, đang lúc thi pháp, tóc đen áo choàng trắng không ngừng huy kiếm chém liên tục về phía trước. Phía sau chính là vô số cỗ phân thân của hắn nhao nhao điều động chiến cuộc. Ồ, đây là thuật chảm đoạt khí vận sao? Lôi Trạch của thần quan sát một phen kinh ngạc nói: Hắn đang chém đoạt khí vận của Mục Tiên Thiên, đây là pháp môn của Tiêu Dao. Tường Vương, người đánh nát thiên đình, xé đôi đế tinh, xem ra cũng không thể hoàn toàn là trách ngươi được. Hơn phân nữa là gã thần nhân nhân tộc này đã âm thầm thi pháp, khiến cho khí vận của thiên đình ô uế, cộng thêm ngươi thu lấy thiên hà, khiến cho đế tinh vỡ đôi kìa. Lôi Trạch cổ thần nói xong, ba tôn thần vương liền xoay người rời đi.